Theo dòng lịch sử Việt Nam, Cao biển và cuộc chiến chống Nam Chiếu, nếu nội dung hữu ích, mong bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn. Nam Chiếu là một đất nước của những người thuộc sắc Tây, Thái ở vùng Vân Nam, Quý Châu hiện nay. Đây là một liên minh bộ lạc. Chiếu là tên họ gọi quân trưởng của bộ lạc. Có tất cả sáu chiếu lớn là Mông Tùy, Việt Tích, Lãng Khung, Đặng Thiểm thi lãng và chiếu mông xá một sự lớn mạnh của nam chiếu chiếu mông xá ở xa về phía nam nhất nên gọi là nam chiếu cương vực của những chiếu này theo cựu đường thư thì khoảng giữa quận vĩnh sương và diên châu bên nam thiết kiều đông giáp thoán châu đông nam giáp giao chỉ tây giáp nước ma già đà nam giáp nước nữ vương tây nam giáp nước phiếu bắc giáp châu ích đông bắc giáp châu kiềm cả quận vu tóm lại tức là toàn bộ tỉnh vân nam và một tỉnh quý châu hiện nay cuối đời khai nguyên quân trưởng nam chiếu là bỉ la cáp cường thịnh còn năm chiếu kia suy nhược bỉ la cáp bèn hối lộ cho tiết độ sứ kiếm Nam của đường xin sáp nhập sáu chiếu làm một dựng thành một nước lớn đường phong bỉ la cáp làm vân nam vương dựng đô ở thành đại lý thoạt đầu Nam Chiếu thần phục nhà đường. Nhưng sau này khi cường thịnh lên, nhất là khi nhà đường bị loạn an sử, Nam Chiếu đã thừa cơ đánh chiếm Tùy Châu. Rồi từ đó khi thì hàng phục nhà đường nữa, liên kết với thổ phồn chống lại đường triều. Sang thế kỷ thứ 9, khi nhà đường ngày một suy yếu thì Nam Chiếu lại càng mở rộng những cuộc tấn công vào vùng biên duyên của đế quốc đường. Năm 829, đời phong hiệu Nam Chiếu đã tấn công vào đến tận Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên lúc đó, cướp bóc mang đi. Về mặt Đông Nam, Nam Chiếu cũng thừa việc nhà đường suy yếu tấn công xâm lược. Tuy nhiên, những cuộc xâm lược này chỉ có được một mức độ to lớn hơn vào giữa thế kỷ thứ 9 khi tình hình An Nam có những biến động. 2. An Nam Đô Hộ Phủ vào giữa thế kỷ thứ 9 Cuộc nổi loạn của Dương Thanh tuy không thành công, nhưng đã cho thấy thế lực triều đình nhà đường lúc đó ở phương Nam suy yếu thế nào. Tuy rằng Quế Trọng Vũ đã dùng kế lý gián giết được Dương Thanh, nhưng những người theo Dương Thanh đã chạy lên các vùng núi liên kết với các sắc tộc thiểu số, luôn luôn quấy rối khu vựa Giao Châu. Các đô hộ của đường gửi sang An Nam sau này, hầu hết đều phải dựa vào những hào tộc địa phương mới có thể giữ vững thế lực. Tuy rằng tình hình cũng không lúc nào được yên, năm 823. Đô hộ An Nam là Lý Nguyên Hỷ báo về với triều đình rằng dân lão đã tấn công và cướp bóc Lục Châu. Năm 824, giặc Hoàng Động Man phối hợp cùng với Hoàn Vương từ ngoài biển vào đã tấn công cướp phá và chiếm Lục Châu, giết thử sử Châu này. Năm 828, Thứ sử Phong Châu là Vương Thăng Triều nổi dậy, bị đô hộ Hàn ước giết chết. Nhưng cũng chính năm đó, hàn ước vì tham ô tàn bạo, bóc lột dân chúng nhiều quá, bị quân lính của chính mình nổi lên, phải chạy về Bắc. Trước tình thế đó, triều đường phải thay đổi chính sách, nhân nhượng đối với dân chúng. Tháng 4 năm 836, vua đường đưa ra một sắc chỉ miễn thuế cho vùng đất An Nam. Đô hộ Điền Tảo được lệnh phải đi các nơi công bố sắc chỉ này để chấn an dân chúng đồng thời đường cũng gửi Mã Thực sang thay Điền Tạo làm đô hộ. Mã Thực là một trong những viên quan giỏi của triều đường thời đó. Tân Đường Thư khen là Mã Thực sang An Nam áp dụng những chính sách thanh tĩnh, không phiền, khiến cho dân Nam yên. Một trong những chính sách mà Mã Thực dùng để vỗ yên dân chúng là tìm cách mua chuộc những thủ lĩnh người Việt. Năm 838, Mã Thực tâu lên vua đường rằng thủ lĩnh các châu cơ mi hoặc giữ xảo huyệt cố thủ, hoặc bị nam chiếu dụ dỗ không thể chiêu dụ được, việc thật đáng lo. Tôi từ khi đến chấn trị đến nay, dụ bảo việc nghịch thuận, từ đó các thủ lĩnh đất cơ mi đều đến nạp khoản, sai con em đến phủ xin chịu phú tô ước thúc. Mã thực mang lại một sự ổn định tạm thời cho vùng đất An Nam. Nhưng sau khi má thực đi thì tình hình biến động trở lại sau má thực về nước, vũ hồn được cử sang thay. Vũ hồn, theo như trong bộ công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề, một hậu duệ của ông viết vào thế kỷ 18, ông đã mê phong thổ giao châu đến nối sang định cư tại làng mộ trạch làm thủy tổ họ Vũ ở đó. Nhưng chắc hẳn là Vũ Hồn đã quay trở lại An Nam về sau này. Vì năm 843, khi Hồn bắt dân chúng xây lại La Thành, quân đội đã nổi dậy, đốt cháy thành và đuổi vũ hồn về Bắc. Đến khi Lý Trác sang thay và trở thành kinh lược sứ An Nam thì tình hình trở thành tồi tệ hơn nữa. Lý Trác là một tên tham quan tàn bạo nhất mà triều đường gửi qua An Nam. Chính Tân Đường Thư đã phải viết từ năm 847 đến 860. Lý Trác làm kinh lược sứ An Nam, hà khắc tham lam, đem mối đấu mối đổi lấy một con trâu. Người An Nam không chịu được. Sử Đường cũng coi Lý Trác là người đã gây ra cuộc chiến với Nam Chiếu tại An Nam. Bất mãn trước sự bóc lột trắng trợn của Lý Trác, thổ nhân Tây Bắc liên minh với tướng Nam Chiếu là đoàn tú thiên nổi dậy, mang quân vây phủ đô hộ. Lý Trác cho quân đàn áp, nhưng không được. Vào lúc đó thử sử Ái Châu là Đỗ Tồn Thành cũng nổi lên chống lại Lý Trác. Theo đường thư, Đỗ Tồn Thành thuộc dòng họ Đỗ đã nổi tiếng ở An Nam từ thời tể lương và rất có uy tín với dân chúng tuy lý trác giết được đỗ tôn thành nhưng chuyện đó chỉ làm cho ngọn lửa chống đối tiếp tục nổ ra thêm mà thôi không chỉ vậy lý trác còn có những quyết định tự chặt vây cánh của mình nữa từ trước tù trưởng lý do độc của động thất quản ở hưng hóa vẫn chỉ huy một đội quân của đường gọi là quân mùa đông phòng chống ở biên giới chống lại nam chiếu Lý Trác tàu với vua Đường cho bãi bỏ quân mùa đông, nói rằng một mình quân của Lý Do Độc cũng đủ sức canh phòng quân Nam Chiếu được rồi. Sau vua Nam Chiếu gả con gái cho con trai của Do Độc, Do Độc mang cả động thất hoàn ra hàng. Thế là thế lực Nam Chiếu vương tới sát phù thành An Nam. Lúc đó là năm 854, tình thế đã sẵn sàng cho một cuộc xâm lược lớn của Nam Chiếu vào đất An Nam. Ba. Cuộc xâm lược của Nam Chiếu Năm 858, Triều Đường cử Lý Hộ sang làm đô hộ An Nam. Lý Hộ mới đến An Nam đã giết Đỗ Thù Trừng, con của Đỗ Tồn Thành. Họ đỗ căm tức, cùng người Nam Chiếu kéo xuống đánh phá Phủ Thành An Nam. Lý Hộ phải chạy về Bắc. Lúc bấy giờ vua Nam Chiếu là Phong Hiệu đã chết, đoàn Tú Long lên thay. Tú Long tự xưng là hoàng đế đặt quốc hiệu là đại lý và mang quân quấy phá biên cương của đường. Đầu năm 861, được đường viện binh thêm quân ung, quảng và động viên thêm quân các đảo lân cận, Lý Hộ mang quân từ Vũ Châu sang đánh Nam Chiếu chiếm lại được Phủ Thành. Tuy nhiên biết rằng thế lực họ đỗ rất mạnh, đường chiều đổi chính sách, tìm cách mua chuộc. Lý Hộ bị giáng chức đầy ra đảo Hải Nam. Vương Khoan được cử sang thay, mang sắc chỉ xin lỗi họ đố về việc giết nhầm đỗ tồn thành và đỗ thủ trừng cùng truy phong đỗ tồn thành chức kim ngô tướng quân. Năm 862, Nam Chiếu mở một cuộc đại tấn công vào An Nam. Vương Khoan chống cự không nổi phải cao cấp về với đường Triều. Triều Dương cử Thái Tập sang làm An Nam kinh lược chiêu thảo sứ. Thái Tập điều động ba vạn quân ở các đạo hứa, họa, từ, biện, kinh tương đàm, ngạc sang, lập đồn phòng thủ chống giữ, Nam Chiếu phải lui quân. Nhưng tiết độ sứ lĩnh Nam Tây Đạo là Thái Kinh thấy Thái Tập chống Nam Chiếu thành công, sợ rằng Tập có thể lập nhiều công át được mình, mới tâu với vua đường xin rút các thú binh về để đỡ tốn. Thái Tập xin để lại 5.000 quân cũng không được chiều đường phê chuẩn. Đến tháng 11 năm đó, Nam Chiếu lại mang 30 vạn quân sang đánh An Nam. Thái Tập cầu xin quân cứu viện. Đường chiều cho quân sang cứu. Nhưng tiết độ sứ lĩnh Nam Đông Đạo là vi trụ sợ quân Nam Chiếu tiến đánh vùng Ung Quảng nên xin với vua đường để quân lại giữ vùng này. Bỏ mặc cho An Nam chống cự với Nam Chiếu. Không có viện quân. Thái Tập chống giữ không nổi. Năm 863, quân Nam Chiếu phá thành Đại La. Thái Tập nhảy xuống sông tự tử, quân Nam Chiếu chia nhau đóng giữ các nơi, đốt phá nhà cửa, giết hại nhân dân. Theo tự trị thông giám, Nam Chiếu hai lần đánh hãm giao chỉ giết và cướp bắt đến 15 vạn người. Sau đó Nam Chiếu để lại hai vạn quân chấn giữ An Nam sai dương tư tấn đóng tại phủ thành Đô Hộ. Vua Nam Chiếu sai đoàn Tú Thiên giữ chức An Nam Đô Hộ. Phạm Nế Ta làm An Nam Đô Thống và triệu nặc mị làm phù gia đồ thống cùng chia nhau chấn giữ an nam. 4. Cao biển phá quân Nam Chiếu Tháng 8 năm 864, nhà đường phong kiêu vệ tướng quân Cao Biển làm An Nam Đô Hộ có trách nhiệm chiếm lại An Nam. Biển luyện quân ở Hải Môn chưa tiến quân ngay. Mãi tới tháng 8 năm 865, sau khi tập luyện quân sĩ một năm tại Hải Môn, Biển mới đem 5.000 quân vượt biển sang Giao Châu. Tháng 9, Biển đến Nam Định đúng vào lúc quân Nam chiếu đang tụ họp cướp gặt lúa của dân. Biển tập kích, đại phá quân giặc, cướp được lúa nuôi quân rồi thừa thế tiến đánh Châu Long Biên. Nam chiếu đốt hết của cải và súc vật rồi bỏ chạy. Nhưng khi tin thắng trận của cao Biển được báo về Hải Môn, giám quân là Lý Duy Chu dìm đi không báo về triều. Sau mấy tháng không thấy tin tức gì, triều đình xét hỏi Lý Duy Chu báo lại cao biển đóng quân tại Phong Châu không chịu tiến binh. Vua Đường liền sai hữu vũ tướng quân là vương án quyền sang thay cao biển và triệu biển về triều hỏi tội. Trong khi đó biển nhận được thêm 7.000 quân của vi trọng tể sang tiếp viện đã bao vây được quân Nam Chiếu trong thành Đại La. Cũng vào lúc ấy, biển biết được tin của Lý Duy Chu muốn hãm hại mình bèn sai vương Huệ Tân và Tăng Cổn đem tờ biểu cáo tiệp về triều trên đường về Vương và Tăng phải trốn ở một hòn đảo trên vịnh Hạ Long để tránh đội thuyền của Lý Duy Chu và Vương Án Quyền. Biển vây thành Đại La được 10 ngày thì được tin Duy Chu và Án Quyền đến. Biển bèn giao binh quyền lại cho Vi Trọng Tể rồi chỉ đem theo 100 tùy tùng trở về Bắc. Nhờ Vương Ngụy Tân và Tăng Cổn mang được biểu cáo tiệp về chiều trước, vua đường biết được rõ tình hình An Nam nên khi về chiều biển được thăng làm kiểm hiệu công bộ thượng thư và lại trở về trấn giữ an nam trong khi biển đi vắng tướng sĩ không phục lý duy chu và vương án quyền nên mở vòng vây thành đại la quân nam chiếu trốn được quá nửa biển trở lại đốc thúc quân sĩ phá được phủ thành biển sau đó đem quân đánh thành bá phong tướng nam chiếu là đu ông tập tư gia đánh bị thua quân biển nhảy vào thành giết chết đô hộ An Nam của Nam Chiếu là đoàn Tú Thiên và các tướng là Phạm Tế Na, Triệu Nọc Mỹ và hơn 3 vạn quân Nam Chiếu. Nhà đường từ đó lại chiếm giữ được An Nam. Tuy sau này, Nam Chiếu còn một đôi lần mang quân xuống quấy phá, nhưng không bao giờ còn nghiêm trọng được như lần này. Cuộc xâm lược của Nam Chiếu có một ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thành dân tộc Việt. Với hầu hết những dân tộc thiểu số miền núi tham gia vào phía Nam Chiếu, sự phân cách giữa những người Việt ở miền xuôi và miền núi đã hoàn tất. Có lẽ giai đoạn này là giai đoạn kết thúc việc phân cách xã hội là cổ đại thành gia Việt và mường vốn đã bắt đầu từ mấy trăm năm trước. Các bằng chứng về ngôn ngữ cho thấy tiếng Việt vật mường chỉ bắt đầu tách rời nhau và phát triển theo các chiều hướng khác nhau kể từ cuối thế kỷ thứ 9. Một số những dòng họ như họ Đỗ vốn đóng những vai trò quan trọng trong chính trường An Nam trong những thế kỷ trước trở nên suy thoái và hầu như không còn can dự vào chính sự Đại Việt trong những thế kỷ sau. Quan trọng hơn, cuộc xâm lược của Nam Chiếu đã cho nhân dân Lạc Việt thấy rõ rằng không thể trông cậy vào bên ngoài để bảo vệ hay tranh đấu thay cho mình. Những người Việt chống đường lúc đầu đã hoan nghênh cuộc tiến công của Nam Chiếu, nhưng họ đã bị đẩy ra ngoài khi Nam Chiếu chiếm được đất An Nam quân chiếm đóng nam chiếu chia nhau cướp phá tàn sát nhân dân cựu đường thư kể lại dân chúng trốn nạn ra ở tại các hang động khen núi số quan lại văn vũ chạy loạn đến hải môn cũng không nhỏ nhưng một số hào kiệt đã xuất hiện trong đám lưu dân những người này được dân chúng ủng hộ và bảo vệ cho dân chống lại sự cướp phá của giặc đoạn văn ngắn ngủi này của cựu đường thư cho thấy ảnh hưởng của cuộc xâm lược của nam chiếu đối với đất an nam đối với giai cấp lãnh đạo đây là một lúc thật là đau đớn phe chống đường thì thấy rõ là đã bị đồng minh của mình là nam chiếu lợi dụng trong khi phe thân đường thì cũng thấy bị triều đường bỏ mặc với nhận thức đó bình minh của thời kỳ độc lập đã ló dạng với dân tộc việt năm an nam đô hộ phủ sau cuộc xâm lược của nam chiếu Năm 866 nhà đường đổi An Nam Đô Hộ Phủ thành tính hải quân tiết chấn phong cao biên làm tiết độ sứ. Biển cho tổ chức lại chính quyền cai trị đồng thời chấn chỉnh lại tình hình trong nước. Hiện không rõ cơ cấu chính quyền cao biển thành lập sau khi đánh bại quân Nam Chiếu ra sao. Nhưng chắc hẳn chính quyền mới mà biển thành lập phải dựa nhiều vào những thế lực địa phương vì vào thời bấy giờ nhà đường đã suy vi, không đủ thế lực để còn chi phối các địa phương nữa về việc tái thiết. Trước hết biển cho xây đắp lại phù thành đô hộ, thường gọi là Đại La Thành mở mang cho quy mô rộng lớn hơn trước nhiều. Theo các tài liệu để lại, thành có chu vi dài 1.982 trượng, khoảng trên 7 cây số, cao 2 trượng 6 thước, 10 mét chân thành rộng 2 trượng 5 thước, khoảng 10 mét. Phía ngoài thành còn có một lũy bảo vệ. chung quanh thành đặt vọng lâu, trong thành có cống thoát nước, sau nhiều năm loạn lạc lại bị quân nam chiếu cướp phá dân chúng ly tán khắp nơi thành ra một trong những việc đầu tiên biển phải làm là tụ họp những người đảo vong cho họ định cư trở lại thành những xóm làng mới khai khẩn những đất ruộng bị bỏ hoang ngoài ra biển cũng có thể cho tướng sĩ khẩn hoang lập đồn điền và tạo ra những hương ấp mới việc này được xác định Hương ước của nhiều làng tại miền Bắc và miền Bắc Trung Bộ hiện nay của Việt Nam còn ghi rõ rằng những làng đó do Cao Biển sáng lập. Trong thời gian chiến tranh với Nam Chiếu sổ sách giấy tờ của chính quyền cai trị đã bị mất mát gần hết. Khi quân Nam Chiếu chiếm được phủ thành đô hộ, chỉ có một viên lại của Thái Tập là phản xước mang được ấn của Thái Tập qua sông chạy trốn về Bắc. Cao Biển cho tiến hành lập lại sổ sách, chỉnh đốn công thuế, trong những năm đầu các hoạt động kinh tế sản xuất còn chưa hồi phục, để đảm bảo cho dân chúng không bị đói khổ nổi lên làm loạn, chính quyền không những không thu được phú thuế mà còn phải mang tiếp tế từ phương Bắc xuống. Để ngăn trước các cuộc tấn công của Nam Chiếu, Cao Biển mang quân đánh các thủ lãnh các tộc người ở vùng Tây Bắc trước đây theo Nam Chiếu, giết chết tù trưởng Hai Động bắt hàng 17.000 người. Sau đó, biên định rõ biên giới An Nam đặt thú binh tại những nơi biên ải để phòng chống lại các cuộc xâm lược của Nam Chiếu và Chiêm Thành. Vùng đất An Nam nhờ đó mà được yên ổn trong mấy chục năm sau đó. Giai đoạn cuối thế kỷ thứ 9, mở đầu với cao biển này được ghi nhớ là một giai đoạn phồn vinh của đất An Nam. Nhưng để đạt được như vậy, cao biển đã phải nhượng bộ nhiều cho tinh thần độc lập của dân tộc Lạc Việt trong những năm nằm dưới sự cai trị của Nam Chiếu. Khi mà tình hình kinh tế chính trị bị suy thoái, dân chúng tàn tác khắp nơi, thì dân lạc Việt cũng có một sự phục hưng những truyền thuyết và những giá trị tinh thần có từ thời Hùng Vương về trước. Người ta trông cậy vào những truyền thống và những giá trị đó để tồn tại, để vượt qua những nỗi tuyệt vọng của hiện tại. Để thắng quân Nam Chiếu, Cao Biển đã phải dựa vào những truyền thuyết đó, để động viên dân lạc Việt theo mình. Cao Biển đã dựng một đàn tế kêu gọi các hạo khí anh linh địa phương hiền linh để giúp mình. Sau đó, Biển đã được Lý Ông Trọng hiền linh giúp đỡ, nhờ đó đánh đuổi được quân Nam Chiếu. Chính vì vậy, mặc dầu dân Lạc Việt có ghi ơn Cao Biển, gọi Cao Biển là Cao Vương, và giữ một hồi ức về một thời kỳ phồn vinh trong mấy năm dưới sự cai trị của Biển đến nỗi, trong bài chiếu rời đô, Lý Công Uẩn phải nhắc đến với những dòng chữ trân trọng nhưng những cố gắng của biển nhằm kết hợp các hạo khí anh linh của nước ta vào mục tiêu bảo vệ đế chế. Các truyền thuyết như cao biển yểm âm binh, âm binh dậy non, cao biển cưỡi diều giấy đi tuần hành các nơi trong nước, tìm các huyệt đế vương để yểm đã được lưu hành rộng rãi trong dân gian là những bằng chứng cụ thể cho sự thất bại đó của biển giả sử như những quan lại Trung Quốc áp dụng những chính sách đó của cao biển trước đó vài trăm năm thì có thể rằng cục diện sẽ đổi khác. Nhưng đến thời cao biển thì đã quá muộn. Hai bên đã bước đi sâu vào hai con đường khác nhau. Và việc ly dị chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Năm 868, Cao Biển được triều đường đổi đi làm tiết độ sứ Thiên Bình biển dân biểu tiến cử cháu họ mình là cao tầm vốn làm tướng tiên phong dưới quyền mình lên thay chức tĩnh hải tiết độ sứ. Năm 878 Tăng Cổn lại thay Cao Tầm làm tiết độ sứ. Cao Tầm và Tăng Cổn tiếp tục chính sách của Cao Biển. Cho nên trong khi Trung Nguyên rối loạn thì tại An Nam được yên ổn. Các mặt kinh tế văn hóa đều phát triển. Các khai quật khảo cổ cho thấy về kiến trúc, cái gọi là phong cách Đại La mà đã trở thành điển hình trong kiến trúc Việt Nam bắt đầu từ thời này. Tăng Cổn làm tiết độ sứ được 14 năm. Trong thời gian này, Cổn có soạn sách giao châu ký này đã thất truyền. Tuy nhiên, cuốn sách này đã được dùng làm cơ sở cho một số những tác phẩm của các tác giả Đại Việt sau này. Quan trọng nhất là các cuốn Việt Điện U Linh Tập và Lĩnh Nam Trích Quái. Qua hai cuốn này, ta có thể tạo lại một phần những gì Cổn viết trong giao châu ký cũng như hầu hết các quan lại thời đường, Tăng Cổn cũng là một nhà thơ. Một số những bài thơ của Tăng Cổn để lại đã phản ảnh rõ một tinh thần mới trong những quan lại nhà đường gửi sang An Nam. Sau gần một nghìn năm bị nội thuộc vào các đế quốc phương Bắc, dân lạc Việt vẫn còn giữ được cá tính riêng biệt. Các quan lại đường tại đây vẫn còn có cảm giác là những kẻ ngoại lai. Năm 892, Chu Toàn Dục sang thay Tăng Cổn làm tiết độ sứ Toàn Dục là anh của Chu Toàn Trung, người sau này sẽ cướp ngôi nhà đường. Sau Toàn Dục là Độc Cô Tổn. Tuy nhiên những người này chưa chắc đã đến được An Nam bởi vì từ sau năm 780 cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào đã lan rộng ra khắp cả Trung Quốc. Cơ hội cuối cùng đã đến để dân Lạc Việt tách khỏi đế quốc phương Bắc đi theo con đường của mình. Nếu nội dung hữu ích, mong bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.